Ánh nắng mặt trời đem cuộc sống đến cho muôn loài, ánh nắng tiêu diệt mầm bệnh, vi trùng, giúp con người phòng tránh được nhiều bệnh nguy hiểm. Hơn nữa, ánh nắng góp phần rất lớn giúp trẻ con vùng nhiệt đới tổng hợp vitamin D nằm dưới da, phòng tránh được bệnh còi xương. Bên cạnh những lợi ích to lớn đã kể, thì việc tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với ánh nắng mặt trời có thể sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe làn da, nhất là đối với phái đẹp. Thanh Phương rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong một chuyên đề hết sức nóng vào thời điểm này. Gần đây, khi chúng ta nghe những bản tin dự báo thời tiết thì liên tục thông báo rằng nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa tại thành phố Hồ Chí Minh là từ 39 cho đến 40 độ. Eo ơi, nghe thông tin này Thanh Phương cảm thấy thương cho làn da của mình quá. Và không chỉ có Thanh Phương, người bạn kế bên cạnh Thanh Phương là bạn Phương Thu đây cũng có cùng chung một nỗi niềm, đúng không Thu? Dạ đúng rồi chị, bây giờ đang trong mùa nóng, da của mình nó luôn dễ khô và lại còn bị sạm đi nữa. Trời ơi, bây giờ mỗi lần ra ngoài đường á, là lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế, găng tay, khẩu trang, mũ, nón, rồi còn kính. Đúng rồi, có phải váy chống nắng nữa. Hết sức chia sẻ với Thu luôn, bởi vì mỗi lần ra đường là Thanh Phương cũng y như ninja vậy đó, bịt kính hết trơn từ đầu đến chân. Ngoài những cái biện pháp là chúng ta sử dụng những cái phụ kiện để che chắn thì chúng ta cũng cần phải có những kiến thức cần thiết để bảo vệ và chăm sóc cho làn da của mình để đi qua mùa nắng nóng này mà làn da vẫn tươi sáng và đẹp. Sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Bích Na. Bởi vì như các bạn đều biết, cái ánh nắng mặt trời nó có khá là nhiều các cái tổn hại cho da. Đầu tiên là tình trạng phỏng nắng, nếu như mà chúng ta tiếp xúc với cái ánh nắng mặt trời gay gắt trong một cái khoảng thời gian lâu. Tuy nhiên một cái vấn đề mà gây lo ngại nhiều hơn cho chị em phụ nữ đó là cái tình trạng da bị sạm đi, có thể chỉ là những cái vùng da không đều màu và gây mất thẩm mỹ trên khuôn mặt. Nặng hơn thì làn da bắt đầu xuất hiện các cái vết tàn nhang, đồi mồi hoặc là vết thâm nám. Cái băn khoăn cũng khá là lớn nữa là cái tình trạng lão hóa da. Ánh nắng mặt trời nó là cái tác nhân giúp sản sinh ra các cái gốc tự do gọi là gốc oxy hóa, nó chính là cái thủ phạm gây ra các cái nếp nhăn, cái sự thoái hóa của các cái mô liên kết nâng đỡ dưới da và làm da của chúng ta bị chảy xệ đi. Và một cái yếu tố cũng khá là quan trọng đó là cái ánh nắng nó làm gia tăng cái sự sừng hóa lớp bề ngoài của da, do đó cái da chúng ta nó trở nên sần sùi hơn, thô ráp hơn, và trên những cái cơ địa bị mụn chẳng hạn thì bản thân cái sự sừng hóa này nó làm cho vi khuẩn dễ dàng phát triển, bởi vì cái sự bít tắc năng lông nó diễn ra nhiều hơn và cái tình trạng mụn nó sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh đó, một số cái bệnh lý về da khác, chẳng hạn như vẩy nến, lupus đỏ vân vân, thì khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cái bệnh nó sẽ bùng lên nhiều hơn. Ngoài việc mà chúng ta phải trùng kín như ninja khi ra ngoài đường, thì có cách nào khác để mình có thể phòng chống được những tác hại của nắng gây tổn hại cho làn da không ạ? Các cái dụng cụ che chắn bảo vệ chỉ ở mức độ khoảng 30-50% mà thôi. Cái việc chúng ta phải bảo vệ cái làn da một cách tổng thể bằng cách là sử dụng thêm các cái loại kem chống nắng bôi ngoài da, hoặc là một số các cái loại thuốc uống chống nắng hỗ trợ từ bên trong thì nó đóng vai trò quan trọng hơn. Thì thông thường đối với cái khí hậu nhiệt đới như là ở nước ta thì cái độ chống nắng trung bình nó từ 35-50, cái PA ở mức độ 2+ đến 3+ tùy thuộc vào cái tiếp da của chúng ta. Cách thức để sử dụng kem chống nắng như thế nào cho đúng cách và liều lượng dùng một ngày chúng ta phải bôi bao nhiêu lần để bảo vệ làn da của mình ạ? Chúng ta nên bôi 30 phút trước khi mà chúng ta trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên bôi lại mỗi 2 đến 3 giờ thì nó mới có cái tác dụng bảo vệ tối đa cho chúng ta. Khi mà chúng ta đi biển, cái da của chúng ta nó nhạy cảm với cái ánh nắng mặt trời nhiều hơn so với bình thường. Khi chúng ta lựa chọn kem chống nắng để đi biển thì chúng ta nên chọn cái loại không thấm nước. Cái lời khuyên là sau khi mà chúng ta từ biển lên, chúng ta nên bôi lại ngay hoặc là chí ít là 2 giờ sau. Nên lựa chọn những cái loại có độ bảo vệ cao, thông thường từ 50 đến 80 đối với SPF là thích hợp và PA là 3+. Chị ơi, em có một người bạn, người bạn này chỉ em là khi mà mình trang điểm á, thì mình hay dùng một lớp dưỡng da, sau đó thì mình sẽ dùng thêm một lớp chống nắng. Nhưng mà người bạn ấy nói với em là chỉ nên dùng kem chống nắng thôi, bởi vì khi mà mình có cái lớp dưỡng ở dưới thì nó sẽ làm cho cái lớp kem chống nắng của mình gọi là bị ăn nắng hơn. Thì liệu điều đó là đúng hay là sai? Hầu như các cái loại kem chống nắng chúng ta đều dùng
bên ngoài lớp kem dưỡng, những cái thành phần có tính chất bảo vệ trong kem chống nắng thông thường là những cái thành phần mà có tác dụng phản chiếu ngược lại cái ánh nắng, chẳng hạn như từ kẽm oxit, titan oxit vân vân, thì những cái thành phần này nó không hề bị thay đổi hay là bị mất đi cái tác dụng nếu như có cái lớp dưỡng bên dưới. Và thậm chí sau bên ngoài cái lớp chống nắng, nếu chúng ta muốn trang điểm, chúng ta vẫn có thể kết hợp để mà trang điểm hàng ngày. Khi chúng ta về nhà, chúng ta nên sử dụng những cái loại sữa rửa mặt có tính chất tẩy rửa sâu để cái thành phần chống nắng này nó không có lưu lại ở trong các cái lỗ chân lông. Mùa hè không tránh khỏi da sạm, dễ nổi mụn vì thời tiết nóng bức. Chăm sóc da bằng mặt nạ, dùng kem chống nắng và kem dưỡng là cách hữu hiệu để bạn gái có làn da sáng khỏe hồng hào. Những mặt nạ làm đẹp da mùa hè có thể kể đến như lòng trắng trứng và bột hạnh nhân và nước chanh, mặt nạ sữa chua và dưa chuột xay hoặc dầm, khoai tây nghiền và sữa chua không đường, cà chua xay và mật ong. Chúng ta tăng cường sức khỏe làn da bằng những thực phẩm thích hợp từ việc bổ sung từ bên trong, chẳng hạn như rau xanh, trái cây, cũng như sử dụng một số mặt nạ tại chỗ làm sáng da, làm tăng sức khỏe của làn da, giúp da nhả nắng nhanh hơn, bớt đi tình trạng sạm nám. Mặt nạ từ tinh chất thiên nhiên được chế biến sẵn phù hợp với các chị em bận rộn và không lo da nhạy cảm bị kích ứng bởi một số thành phần có trong rau củ quả tự nhiên. Mặt nạ tinh chất nha đam làm dịu da mùa nắng, giúp da căng bệnh hồng hào. Mặt nạ tinh chất dưa leo có công dụng giúp cho làn da sáng khỏe mịn màng. Chăm sóc da xong thì Thu thấy như thế nào? Dạ, quả thật là nãy giờ mình ở ngoài nắng, da rất là nóng và cũng cảm thấy cũng hơi mệt mỏi. Nhưng sau khi được vào thư giãn ở trong spa thì em cảm thấy là đắp mặt nạ xong, da căng mịn mà mát mẻ lắm. Có sức sống hơn nhiều rồi. Thoải mái luôn đúng không? Quý vị khán giả thân mến, chị em phụ nữ của chúng ta thì đôi khi chủ quan trong vấn đề chăm sóc và làm đẹp, bảo vệ làn da của mình trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Và hệ lụy là da sẽ bị lão hóa rất là nhanh, đốm nâu tàn nhang cũng sẽ xuất hiện làm mất đi vẻ thẩm mỹ. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các chị em phụ nữ sẽ chú tâm hơn trong việc chăm sóc làn da của mình để lúc nào da cũng luôn trẻ trung và tươi sáng.